Đây nha mọi người, đây anh Sơn đang ghé bên Mộc coi cái tủ thờ căm xe bụng phệ 6 chân về đạp nha. Để cho mọi người coi mấy bên cận. Bên cận này là bên anh chị nhận khoán của Mộc nha mọi người, nghĩa là Mộc sẽ khoán cho anh chị làm cái tủ này là anh cận, chứ bên xưởng Mộc không có cận nha. Bên xưởng Mộc là làm gỗ thôi nha mọi người. Cận cái này là cận con tra thiệt nhá, không phải là cận nhựa nhá, không mới chế đây, đó con tra. Tủ này là tủ gỗ căm xe bụng phệ 6 chân đó, và cận ốc cái này mới làm sơ qua chứ chứ làm phải thêm mấy lớp nữa cơ. Nếu mà cận thì đó là bên khu làng nghề Mộc sẽ chạm vô xong rồi là khoảng cỡ 2 ly à. Đó là mình chạm vô gỗ 2 ly xong mình chạm ốc xuống. Xong mình dán keo cho mọi người, keo này keo hạ thuyền. Em cứ làm đi. Keo này là nó không bao giờ nó bung đâu nhá mọi người nhá. Cái này là thiệt nhá mọi người. Cái này nhà Mộc với cả khu làng nghề Mộc làm lâu năm rồi nên cái này Mộc biết nhá. Cái tủ nhà Mộc xài là hơn 10 năm nay nó không có bị bung mấy này đâu ra. Nếu mà nó bị bung ấy là trừ khi cái gỗ này mọi người làm nó không có khô, là nó chưa khô. Khi mà cái cây nó gỗ không khô ấy, thì cái cây không khô ấy, thì nó co ngót lại thì cái đấy nó mới sập, nó bung hay là nó nứt ra thôi. Nói chung là nó nứt ra thôi chứ nó không có hẳn bung. Còn nếu mà cái cây gỗ này mà nó đã khô rồi ấy, là mọi người xài mấy chục năm nó cũng không có bung ra đâu nha. Cái này Mộc đang làm hai cây tủ thờ căm xe này là cho hai khách nha mọi người. Một chị khách là ở Củ Chi. Chị trước là chị có mua bộ ghế của Mộc rồi, chị đặt thêm một cây này. Còn một cây này thì anh Sơn anh lấy. Tủ này thì đình đáy của nó là bằng gỗ bằng lăng nha mọi người, là gỗ thao lao thì nó chống mối mọt. Cái chân của nó đây. Đang làm hai cây nha mọi người. Bằng lăng này chống mối mọt nha mọi người. Tủ này mọi người xài hết đời mọi người cũng không hư được đâu nha. Cái này có sao nói vậy nhưng mà chế nhé. Gỗ căm xe thì năm nay nó rất là hiếm rồi, Mộc cũng còn có một ít để Mộc bán thôi. Nên năm nay sẽ khoe qua căm xe mặt gỗ. Cái gỗ căm xe nó màu kem kem này. Đó, chứ không phải là gỗ căm đều nha mọi người. Cây tủ này nếu mà sơn xịt hoàn thiện của nó thì hiện tại là 12 triệu 800. Mấy bữa nếu mà Mộc mang vô xưởng Mộc sơn ấy, thì Mộc sẽ quay cho mọi người thêm nữa nha. Đấy, xương tủ là bằng gỗ thao lao nha mọi người, hay còn gọi gỗ bằng lăng ấy. Người miền Tây người ta thích gỗ này bởi vì nó chống mối mọt. Cái đấy thì anh thích thì làm em chém keo lại, bởi vì ấy, anh phải làm sục sịch như vậy ấy, để cho cái gỗ nó co ngót co rút ấy, thì nó có cái độ mà rén nở ấy, anh. Bây giờ nếu mà em làm cố định lại mình xịt keo chắc luôn ấy thì lúc mà nó co ngót hay nó co rút ấy thì nó lại nứt ra, nó không có cái chỗ mà nó rục rịch đấy anh, để nó nứt phải không đó. Đấy thì vì sao mà mình làm cái khớp mộng mọi người, cái này là cái khớp mộng tủ này mọi người, vẫn cho nó có độ hở, bởi vì ấy, khi mà nó co ngót hay co rút hay nó giãn nở ra thời tiết ấy thì nó có cái độ mà nó hở. Bây giờ nếu mà mình làm khít quá cái này nó thở mà nó không có chỗ thở thì nó bung nó bể ra thôi đó. Vâng, anh cứ ký dưới gầm cho em cả, anh ký chỗ nào mà lúc mà anh nhìn đấy là anh biết cái tủ của anh nha. Còn anh ký dưới đấy xong lúc mà anh em bê tới anh lật em được. Anh đấy nha. Ok anh Sơn.
Còn đây Mộc sẽ cho mọi người coi cây trụ thờ này, nhà Mộc sử dụng 12 năm rồi nha mọi người. Đó, và đây là đang ở nhà Mộc nha. Mộc cũng ở nhà này luôn. Đó. Bên Mộc thì bên Công giáo, còn bên này sẽ thờ ông bà nha. Đó, Mộc sẽ cho mọi người coi cây trụ thờ này. Trụ thờ này là trụ thờ gỗ căm xe, nhưng mà là căm xe pha. Là cây trụ kia là giá là 12.800.000. Còn cái cây này ấy, nếu mà Mộc bán nha, nó chỉ có 10.800.000 thôi. Bởi vì nó là gỗ căm xe và nó pha với cả cái loại gỗ khác nữa. Cái tụ này là từ thời của mẹ Mộc làm cơ đó, chứ không phải là từ thời Mộc nữa. Từ thời mẹ Mộc là mười mấy năm trước ấy. Còn Mộc mới làm về gỗ này khoảng 5 năm thôi. Đây mọi người, cái tụ thờ này là 12 năm rồi. Mọi người thấy là cái cha nó không có bung ra nha. Cái cha nó để lâu rồi, nó vàng rồi, mọi người thấy không? Để lâu thì các vết là mọi người thấy xài lâu thì nó sẽ co rút rồi. Cái gỗ này là gỗ căm xe với cả phai gỗ khác, là mọi người thấy nó có hai loại màu không? Đó. Đó là một số mà sản phẩm mà vì sao mà cái gỗ mọi người xài một thời gian này nó lộ ra là vì vậy nhá mọi người. Sơn là từ ban đầu nó không lộ, nhưng mà mình xài thời gian này nó sẽ lộ. Đó. Mà tủ pha thì nếu mà mình pha cái gỗ tốt với cả mấy xưởng mà người ta làm đàng hoàng cho bạn ấy, thì bạn xài nói chung là xài hết từ bạn nó cũng chẳng sao đâu. Nhưng mà nếu mà người ta pha cái gỗ đểu quá mà người ta xử lý không tốt thì nó bị mối mọt. Đó, như cái tủ thờ này nhà Mộc cũng sàn pha mọi người. Đó, mọi người thấy cái yếm viền này nó cũng bị pha này. Cái này nó màu khác với so cái này. Đó. Đó, mọi người thấy cái cha nó không có bị bung đâu nha. Đó. Là cha thiệt nha. Cái loại này loại bụng vệ. Cái loại này loại hồi xưa của bên mẹ Mộc làm thôi. Còn mẹ Mộc thì bây giờ nghỉ rồi, không có làm nữa. Đấy, review cho mọi người thực tế nhé mọi người. Ông bà nội ngoại nha. Đấy, thì bên Mộc này mọi người coi bán Mộc này. Nhà Mộc làm ấy thì để đồ gỗ để đây nhé. Ở khu Mộc là khu làng nghề mọi người, chứ không phải là bán lẻ giống cửa hàng nhé mọi người. Bán sỉ ấy, nên mọi người thấy cái ghế nó chồng chồng xếp xếp lên như nhau. Đó, rất là nhiều nha. Cái này là không phải là cửa hàng của Mộc. Chị của Mộc là chị ruột của Mộc bán ở nhà nha. Còn Mộc thì Mộc mấy cái chỗ mà mọi người hay ghé cửa hàng của Mộc đó là Mộc thuê ở ngoài thôi. Nhưng mà Mộc vẫn ở đây nha. Ở đằng trước nhà Mộc bán hàng, ở đằng sau thì mình ở sinh hoạt bình thường thôi. Còn bên kia là bên đối diện cũng là của bên nhà Mộc luôn. Cái kia là của bên chị cả. Đó, nếu mà coi channel của Mộc nhiều thì Mộc cũng quay cho mọi người cũng khá nhiều rồi. Đó. Đấy, đồ gỗ Hồng Vân là của chị Mộc nha. Còn bên này là đồ gỗ của em Vương. Đó. Cho mọi người coi chơi nha. Đây là mấy bộ ghế này là gỗ chèm à. Thế mọi người thấy nhà Mộc làm hàng chèm ấy làm rất là nhiều nha. Đó, mọi người thấy cái này mới mọi người thấy hàng sơn sẵn thôi. Còn nhà Mộc là cái kho mà để hàng ấy là có là 7 cái kho. Mọi người thấy 7 cái kho mà để hàng đồ gỗ mà chưa sơn á. Đó. Còn cái hàng chèm mọi người kêu là xài mối mọt thì không có mối mọt nha mọi người. Nhà Mộc làm rất đàng hoàng nha. Đó. Quan trọng là người ta xử lý cho bạn thôi, chứ bộ ghế đấy nhà Mộc để cả năm hơn này đấy, nó đâu có bị sao đâu. Cái cây mà mình phơi kỹ rồi là nó không có bị sao hết nhá. Nó còn mua của bên Mộc là mua tận xưởng sản xuất với cả khu làng nghề luôn, nên giá rất là rẻ nhá. Rồi, chào tất cả mọi người nha.